Có ai khóc không? Có mấy bạn mắt bèo khóc hả? Đầu tiên là cho Lý Hải có đôi lời với các bạn nha. Dạ. À, thay mặt đoàn phim là mặt phần 4 nhạc có khách, Lý Hải xin cảm ơn tất cả các chị cũng như các bạn đã ra rạp ủng hộ phim Việt Nam và đặc biệt là phim nhạc có khách. Nếu như mà các bạn hả? Lần mặt nhà dễ nhanh quá hả? Mày chọn được hết á. Mày chọn kia. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ dàn diễn viên tham gia hôm nay á. Cương giới thiệu giùm mình. Giới thiệu với các bạn. Đây, nữ diễn viên Kathleen. Con ma Tiến Ngô. Quy Khánh. Đạo diễn Lý Hải. Đây là nhà tài trợ là lát hồi có hai phần son Mary Wan cho các bạn. Bạn nào mà trả lời đúng hai phần quà. Đây, bạn con ma diễn viên Trang Quân và tôi Tiến Căm. Câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn đó là xin mời Quy Khánh. Bây giờ đố các bạn câu nào khó đi, câu dễ để cho trẻ em ta đố. Đố các bạn biết chứ tên thiệt của cái nhân vật người mẹ trong phim là tên gì? Đó, anh nói nhanh lắm. Mời anh. Lê Thị La. Câu hỏi tiếp theo là bạn nào ạ? Tiếp theo mời Kathleen. Kathleen xin phép hỏi quý khán giả đó là trong phim Lật Mặt thì có nhân vật Bảy Trồn, thì trong lúc mà Bảy Trồn gặp được bốn người bạn thì có những phương pháp trừ ma, đó là bao nhiêu phương pháp? Kể tên luôn nha mọi người. Mời anh đeo mắt kính. Cái câu này nó hơi khó một chút xíu á, là phải có kèm theo hành động. Đây là một cái phần hình phạt mà nhân vật Vi phải nhận khi mà chơi cái trò chơi mà trong bữa tiệc sinh nhật mẹ á, thì Vi phải làm động tác của con gì? Khoan từ nha, chưa xong nha. Và bạn phải thực hiện lại động tác đó. Đứng giơ tay kiểu ok. Bạn ở dưới đang cầm cái máy điện thoại màu đỏ. Đúng rồi. Con gì? Bạn cầm điện thoại đỏ. Thôi em giữ quà cho bạn luôn, tí nữa tặng trực tiếp luôn. Tiếp theo mời Mạc Quân Khoa. Dạ, câu hỏi của em thì đơn giản thôi ạ. Cái cảnh em tắm ấy thì em kỳ chân nào trước ạ? Hay. Hả? Chân nào trước? Chỉ chứ không được trả lời. Tại câu này nó hơi tắm táp thì cho em bài. Cho em xa một chút xíu ạ. Đây chị áo đỏ cầm điện thoại, giơ tay phải cầm điện thoại tay trái đấy. Chân phải hả? Đúng rồi. Chị chắc chưa?
Chị chắc chưa? Chân em có đẹp không? Ok, em tặng chị quà đúng rồi, chân phải đấy. Câu tiếp theo. Mời mời chị xuống lãnh quà. Bạn nào kể tên cho tôi năm nhân vật trong phim? Rồi, mời bạn. Tên năm nhân vật nha. Tên Phi nè. Đúng. Không, năm nhân vật chính đó. Năm nhân vật phim mà. Rồi ok, chịu luôn. Rồi chịu luôn. Phi, bảy chồng. Phong. Phong. Đâu có Phong. Không, không. Phương, Phương. Đang kể tên gia đình em hay sao? Có mới có ba à. Thôi, chuyển. Rồi. Rồi, chính xác. Rồi còn mấy phần quà nữa. Rồi xin mời Tiến Ngô hỏi. Dạ em muốn hỏi á, là cái con diều mà của nhân vật bảy chồn xài á, cái đó là làm bằng chất liệu gì vậy? Cái gì luôn nha. Dạ. Nói đi, đúng rồi. Dạ. Rồi sai gì bạn, sai XL hay sai M gì? Đúng rồi, đúng rồi chị. Còn quà không? Giữ quà giúp đất ơi. À, còn quà nữa. Còn cái cuối mình hỏi luôn nha. Câu hỏi này nó hơi nhạy cảm xíu nhưng mà nó không có bậy bạ đâu nha. Nhớ chụp nha. Cái gì của Mạc Văn Khoa đâm vào lưng của Hoàng Mèo? Ơi, anh hỏi câu gì đấy? Ngón tay. Sai. Sai. Để ngoài mà. Không phải ngón tay, sai. Mời bạn áo đen nè. Mời bạn áo đen. Bạn trai em đang quay phim dạ. Quả mi. Trời ơi. Cái gì? Quả mi. Quả mi hả? Là con chim quả mi á hả? Sai luôn. Dạ. Mọi người cuối cùng. Trời ơi, thôi bỏ câu này đi. Thật ra nó là ngón chân. Tại vì cái tay để trên thì cái chân đâm vô lưng đó. Mọi người có nghĩ cái gì không ạ? Họa mi với hoàng tử nhỏ. Ủa em hỏi hoàng tử nhỏ là cái gì ạ? Nữa tặng anh chi quà mi luôn nè. Ờ. Nè em không lên lấy quà người ta. Kệ còn có cái lên kia cái lên. Dạ, hết rồi hết rồi. Có hàng rồi chụp selfie. Các bạn ơi, mình xin chụp tấm hình selfie cái nha. Anh nào lấy sở hữu cây son nè, xuống xài nè. À, nhớ lấy nha. Ok, ngồi xuống chụp hình nha. Ngồi cao lên đây nè, ngồi đây nè, ngồi lên bậc đây luôn nè. Đếm đi Cường. Các bạn 1, 2, 3, các bạn giơ 4 ngón tay nha. 1, 2, 3, yeah. Các bạn ơi, những bạn nào chưa có quà còn 300 phần quà khi các bạn review trên trang fanpage Lý Hải Minh Hà. Có 300 phần quà đang chờ đợi các bạn đó. Xin cảm ơn rất nhiều. Ôi 11 giờ đêm mà cứ tưởng tưởng giống như là 7-8 giờ tối mà ngã đâu. Bắt đầu hết ở đây luôn. Hello cả nhà. À, đi qua một cái phòng chiếu khác nha. Hiện tại mình đang ở rạp Cinestar ở đường Nguyễn Trãi.
Bây giờ mình qua phòng chiếu. Đi dê thẳng qua phòng chiếu khác luôn hả cưng? Ủa gì hả? Là bao lâu em? Là bao lâu cưng? Ôi tối thế. Thế tối quá. Mình chờ một tí xíu để mình vào một cái rạp khác nha. Trời ơi sao mình không có đọc được comment của cả mọi người vậy ta? Facebook bị gì vậy ta? Đi nha. Thế sao không có đọc được cái comment nào? Hay là sóng nó bị chậm á. Mình
sẽ Hà sẽ dùng cái điện thoại của anh Hải để Hà đọc comment của các đúng bạn. Rồi, tại vì không có thấy được cái comment nó không có đọc được. Đây, đây mình đã đọc được comment rồi. Đây nè, đúng rồi, bên đây có nè, bên đây có nè. Hello Nhi Nhi. Hello bạn Hùng Trầm. Cảm ơn Cao Dũng, bạn Cao Dũng đang chúc là anh Hải chị Hà phim bật mặt thành công. Cảm ơn bạn Cao Dũng. Cảm ơn Trần Huy. Cảm ơn bạn Ly Sinh. Chào bạn Lâm Phú. Chào bạn Đặng Ngọc Dũng. Tân Nguyễn ơi, chị Cà Mau thì chị chưa biết, nhưng mà chị có về Cần Thơ đó nha Tân Nguyễn. Nếu mà em thu xếp được thì ngày 17 này chị về Cần Thơ nha Tân Nguyễn nha. Chào Bình Quốc. Bình Quốc chào Nhi Nhi. Ủa hôm nay em ra, em coi ở Galaxy quận 7 hả Nhi Nhi? Nhi Nhi coi ở Galaxy quận 7. Cảm ơn em. Nhớ là nếu mà em coi xong thì đăng review trên tường nhà Facebook cho nó tắt lật mặt 4. Với những review này thì sẽ được nhận quà nha. A à, Hàng Nguyễn Huyền mới gặp mọi người ở Eden. Hello em. Chào bạn Trần Phạm Thúy Vi. Là bạn Kim Kim Xuyến Kim. Bạn Nguyễn Bình đi ra quận Quốc Bình đang ở Nhật nên không xem được. Hy vọng là đến một ngày không xa thì phim Lật Mặt cũng có thể được chiếu ở Nhật. Giống như hiện tại thì sắp tới thì phim Lật Mặt cũng sẽ được chiếu ở Mỹ và Úc. Và rất hy vọng một ngày không xa nữa được chiếu ở Nhật và ở nhiều nước khác để các bạn ở nhiều nước khác có thể xem phim của anh Lý Hải. Chào bạn Max Phạm, cảm ơn bạn Max Phạm đã chúc Hải về công. Chào Trần Phạm Thúy Vi. Chào em Nhật Kha. Chào em Yến Phương Minh Châu. Bạn đang thơ hỏi là có về CGV Mỹ Tho không? Có về CGV Mỹ Tho như là lịch ngày mai. Đó, lịch ngày 14. Ngày 14. Thứ tư. Anh Cường Hà Nội đang online. Hello anh Cường. Dạ. Cảm ơn bạn Vân Ngô đã rất tin tưởng và nói là phim nhà Lý Hải hay không cần bàn cãi. Bữa bạn Hồng Trần hỏi là Hà đã về Hạ Long chưa? Xin lỗi bạn Hồng Trần, là lần này mình chưa có về Hạ Long được, nhưng mà Hà sẽ cố gắng để lật mặt năm mình có thể đi giao lưu cine tour ở khu vực miền Bắc giống như là ở khu vực miền Nam. Nhưng mà vì các bạn cũng thông cảm là cái quãng đường nó rất là xa xôi cho nên là cũng phải thu xếp. À, nhưng mà hãy hy vọng là sẽ có thể thu xếp để giao lưu với các bạn ở miền Bắc nha. Chào bạn bé bự. Chào bạn Thái Huỳnh Mai. Chào bạn Thành Quách. Mấy giờ vô? Yêu lắm Bánh Ngọt. Singapore hôm nay chị đã đăng lại Singapore ngày mai, ngày mốt và các ngày kế tiếp sẽ cập nhật lên trên Facebook liền cho mọi người biết nha. Trần Huy ơi, đang có Lật Mặt là phim Lật Mặt 4 là phim mới nhất, em ra rạp xem liền đi. Cảm ơn bạn Cua Sữa. Bạn Cua Sữa nói là vừa xem xong nè. Hài hả? Suốt phim có hài, có dọa. Ba anh diễn viên giữ vai trò hài rất tự nhiên và chúc phim đạt doanh thu tốt. Cảm ơn bạn. Nếu như mà các bạn ủng hộ thì chắc chắn là bộ phim sẽ đạt doanh thu tốt rồi. Bởi vì ủng hộ mọi người rất là quan trọng để quyết định là anh Hải có làm được một Lật Mặt tiếp theo hay không. Ok. Bạn Ngọc Bích Anna vừa xem ở đạp 3 tháng 2 về thì bạn Ngọc Bích Anna rất là xúc động đúng không? Khóc luôn. Cảm ơn bạn Ngọc Bích Anna đã xem phim vui vẻ ý nghĩa. Hà cũng vậy hả? Anh đóng lộn vô thử. Dạ. Biên Hòa đã có lịch. Biên Hòa, Biên Hòa ngày mai. Ngày mai Biên Hòa nha, Ly Sơn. Ly Sơn. Ngày mai, ngày mai Bến Tre có về. Nguyễn Thiên ơi có về Bến Tre. Bến Tre như là ngày 14. Ngày 14 sẽ đi Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long và Cần Thơ. Có đi Tây Ninh không? Không có đi Tây Ninh. Ủa mày đã vô giao lưu chưa? Chuẩn bị vô chưa? Hiện tại là full hay rạp tiếp rồi. Mình đợi tí xíu, mình vô mình gặp mấy bạn trong kia cho nó vui nha cả nhà ha. Không ngờ là giờ này vẫn còn các bạn online. Cũng khá là khuya rồi. Hà đang đi giao lưu ở thành phố Hồ Chí Minh nè.
là như chị đi chị. Chị đang live stream. Không sao. Chị xinh đẹp. Bạn Võ Tuyết Sương hôm nay đi làm đêm mà ráng đi xem Lật Mặt về nhà trễ bị la. Rồi cảm ơn bạn Võ Tuyết Sương nha vì đi xem phim Lật Mặt mà bị la. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello Cường, anh Nguyễn Ngọc Cường. Anh Nguyễn Ngọc Cường đi xin lên tour đi nha. Anh Nguyễn Ngọc Cường trốn ở nhà nha. Khổ lắm, cái điện thoại của Hà nó không thấy comment nên Hà phải dùng một cái điện thoại khác để Hà đọc comment của mọi người. Bình Dương là ngày mai nha mọi người. Hồi nãy là bạn Ngọc Thúy ở Hiền Mo Tân Phú đúng không? Em Mo Tân Phú hồi nãy mình đi đâu mới đi vô. Đúng rồi. Em Mo Tân Phú hồi nãy nguyên còn vô Facebook mới vào đó. Anh đi ra đây rồi quay các bạn diễn viên phát biểu cảm nghĩ rồi. Thật ra là mọi người ai đi nhiều cũng mệt hết trơn mà các bạn thấy là tất cả diễn viên quay kiếp Lật Mặt ai cũng yêu thương khán giả không? Này, thôi nói chuyện với chị Trang Quân xíu đi. Ê, chị em xem. Trong lúc đợi chờ vô đặt mới thì... Xin chào mọi người. Ồ, bây giờ đông 12 giờ đêm rồi mà vẫn quá trời người coi. Comment bên này. Xin chào. Đây, mọi người đến với Kathleen. Chào mọi người. Kathleen vừa nói là Kathleen rất là buồn ngủ rồi đi cả ngày mà tự nhiên mà thấy... Không, nhưng mà rất là vui. Nói giống như là giờ vẫn còn nôn gặp mọi người á. Mặc dù là chân là giờ này lết đi. Trời ơi, cảm ơn mọi người. Đây, Khoa nói gì cho mọi người bớt buồn ngủ đi. Muộn rồi. Mỹ Nam Mạc Văn Khoa xin được chào tất cả các bạn. Những lúc các bạn buồn chán, các bạn không có niềm tin vào cuộc sống, các bạn hãy coi những tấm hình hoặc là đi coi bộ phim Lật Mặt để ngắm body ở Khoa. Đó các bạn sẽ cảm giác yêu đời hơn. Đây, các bạn thấy không? Chuột của Khoa là to như là con chuột ở dưới quê ấy. Anh Quân anh cầm điện thoại mình hết muốn nói chuyện luôn á. Hơi đùa vậy là đủ rồi, mình trả lại điện thoại cho anh. Khen Quân đẹp trai kìa Quân. Cảm ơn mọi người nhiều. Ôi, mấy bạn thấy không, mình đến mình giao lưu rồi mình còn phải đợi chờ rất là lâu, rất là mệt. Nên là mọi người biết là tình cảm của đoàn phim dành cho các khán giả lớn như thế nào. Bây giờ cũng đã rất là khuya, đã là 11, 12 giờ đêm. Nhưng mà chính vì sự ủng hộ của mọi người nên là tất cả các mọi người, tất cả ekip diễn viên đều đi đầy đủ và đến tận rạp, đến chào và cảm ơn khán giả. Tất nhiên là mình sẽ không đi hết được, nhưng mà sẽ cố gắng làm đi. Đi giờ mình vô rạp, mình chào khán giả nha. Và... hy vọng là các bạn sẽ ra rạp ngay và luôn và coi phim Lật Mặt không có chờ đợi nữa mà sẽ rủ bạn bè, người thân, gia đình cùng đi xem trong những ngày cuối tuần này nha. Bây giờ mình sẽ rào một cái rạp phim khác để chào khán giả này chưa mới vào chưa có xem phim. Bây giờ là suốt cũng khá là khuya. Rồi, có người lớn tuổi, có cô. Xin các bạn ơi, xin phép các bạn trật tự xíu để anh Lý Hải có đôi lời tâm sự với các bạn à. Thay mặt đoàn phim Lật Mặt phần 4 nhà có khách, xin chân thành cảm ơn đây có người lớn à. Cảm ơn các cô chú, cảm ơn các anh chị cũng như các bạn đã ra rạp để ủng hộ phim Việt Nam, đặc biệt là phim nhà có khách. Nếu như mà xem xong các anh chị và các bạn thấy phim hay thì nhờ hãy giới thiệu cho bạn bè, gia đình, mọi người xem. Và cũng qua trong phần quà dành cho tất cả mọi người những lúc bạn sau khi xem xong review trên trang Lý Hải Quân Hà. Ở đây có Lý Hải Quân Hà. Đây là anh.
lên đó. Có mấy bác, có mấy bác coi luôn hả? Thôi tặng quà cho cụ lớn tuổi đi hả? Mấy phần quà. Tặng gia đình thôi. Tặng là kỷ niệm. Xin phép tặng một cái áo giống như vậy cho gia đình đông đúc dân cư nhất này. Lên tặng luôn nha, lo luôn nha. Lớn tuổi giúp cái trong đạp cho một cái áo nữa, một cái áo nữa. Đây gia đình em dùng cái cám ơn ngoại, chúc ngoại coi phim đừng có ngủ cho ngoại. Đêm cũng khuya rồi, hãy cố lên. À, xin phép chụp một tấm hình nha. Cái tay lên cho mọi người. Rồi chuẩn bị nha. Mọi người chuẩn bị nha. 1, 2, 3, yeah. Nếu các bạn có thể lên trang review trên Facebook cá nhân. Những cái tấm hình vừa rồi các bạn có thể lấy trên trang Lật Mặt Movie nha, là có hình các bạn trên đó. Hoặc Lý Hải Minh Hà cũng có nữa. Trang fanpage Lý Hải Minh Hà cũng có luôn. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Mấy cái vụ này mình làm hoài. Ôi, thật là bất ngờ. Phim của anh Hải không chỉ có giới trẻ coi mà những người lớn tuổi cũng đi coi, có thể enjoy. Ok, bây giờ thì chắc là đoàn viên phải đi ăn một tí vì chưa ăn chiều luôn, rất là mệt. Hy vọng mọi người có một buổi tối vui vẻ và có những ngày cuối tuần vui vẻ nha. Nếu mà ai chưa đi coi phim Lật Mặt thì cũng có thể tranh thủ đi coi vào dịp lễ này. Bye bye cả nhà.